Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố ngày 2 tháng 9 rằng lãnh đạo đối lập Alexei Navalny của Nga là nạn nhân của âm mưu giết người bằng chất độc thần kinh Novichok. Bà nói thêm rằng Nga phải trả lời những câu hỏi hóc búa liên quan đến vụ đầu độc nhân vật chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin. Bà Merkel nói, đây là tin đáng ngại về âm mưu giết người bằng chất độc đối với một nhân vật đối lập hàng đầu ở Nga. Ông Alexei Navalny là nạn nhân của cuộc tấn công bằng một hóa chất thần kinh thuộc nhóm Novichok. Chất độc này có thể được xác nhận một cách rõ ràng qua các cuộc xét nghiệm. Novichok là loại chất độc thần kinh mà Anh tố cáo Nga dùng để đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái ông là Yulia tại thành phố Anh Salisbury cách đây 2 năm. Nga liên tục bác bỏ việc dính líu đến cuộc tấn công bố con ông Skripal. Novichok thuộc nhóm chất độc thần kinh làm chết người do quân đội Xô Viết chế tạo trong những năm 1970 và 1980. Ông Navalny, 44 tuổi, được chuyển đến Đức cuối tháng trước sau khi ngất xỉu trên một chuyến bay từ thành phố Tomsk ở Siberia đến Moscow và phải đáp khẩn cấp xuống Omsk. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas yêu cầu Nga điều tra vụ đầu độc ông Navalny ngay lập tức. Người phát ngôn Điện Kremlin nói Đức chưa thông báo với Nga về việc họ cho rằng ông Navalny bị đầu độc bằng chất Novichok, theo hãng tin RIA.